5.000m2, Võ Văn Kiệt. Lô đất mặt tiền đường lên tỉnh Võ Văn Kiệt. Diện tích 5.000m2 có 200 thổ cư, có gần 40m mặt tiền đường. Đường lên tỉnh, thông từ quốc lộ 51 sang quốc lộ 56. Sau mở rộng đường 32m, nối thẳng ra cảng Cái Mép. Cách nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 1 km. Sân bay quốc tế Long Thành - Đồng Nai 15 km. Rất thuận tiện làm kho xưởng, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Tâm điểm của 9 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp Phú Mỹ.